là em đi chợ dịp mà đi giống như một năm em ở mấy chợ là em sẽ về mấy chợ một lần thôi. Nhưng mà không ngờ em tới đây thì em được tin là cháu em ở nhà ba đứa nhỏ nó dắt tay nhau nó rơi thác, thì nó rơi xuống nhưng mà không tìm thấy xác. Bây giờ em xin mọi người cộng đồng công việc cho gia đình em mau được tìm thấy xác đứa nhỏ đó, chứ tìm từ nãy giờ không thấy, từ trưa giờ không thấy, với lại đang là nhờ thợ lặn, thì xin mọi người hãy chung lòng rồi cầu xin Chúa Mẹ chuyển lời cầu, mọi người xin cố gắng giúp cho gia đình em. Vâng, cha mẹ với mọi người trong gia đình em được vượt qua cái thử thách này, nhất là mẹ em già lắm rồi, rồi anh chị em cũng đang bệnh hoạn nữa, xin mọi người cầu nguyện cho gia đình em cảm ơn. Dạ thưa chị, vừa mới chia sẻ là gia đình mình vừa gặp một cái biến cố rất là đau lòng. Dạ. Là ba đứa nhỏ thì sao? Dạ. Nhưng mà em không biết là mới điện xong là chưa, vừa rớt xuống cả gia đình đi tìm nãy giờ mà em chưa nhận, em chưa kịp hỏi thăm, em xuống đây là em nó chỉ nói là chưa tìm thấy xác thôi. Dạ. Đang là kiếm thợ lặn ở đâu lần chị? Ở trên Bình Phước á. À tỉnh Bình Phước rồi. Dạ. Cái thông tin đó em mới nghe ở Bù Đăng Bình Phước. Đúng là Đức Liễu. Dạ Đức Liễu. Làm những người đó là cái gì của chị vậy? Dạ là cháu kêu em bằng gì. Dạ. Là coi như là cái đứa bé đó kêu em bằng bà gì. Lúc chưa xảy ra ta cái vụ việc đau lòng đó là chị đang trên đường đi viếng mộ cha. Em không biết, nhưng mà em vừa tới đây em cầu nguyện thì tin ở đó gọi tới là nó rớt, là không có tìm thấy xác. Em vừa mới nhận xong là em xuống đây em tức thì luôn. Dạ. Nhưng mà em có thể em tin chị phép là chỉ có Chúa với mẹ rồi ông thánh như xe, mà xin thánh thay chị coi dịp chuyển lời cầu, chắc chắn là em sẽ nhận được một biết nói gì bây giờ đây. Dạ thôi em cũng sẽ cùng với chị, em sẽ cùng với chị cũng như hàng triệu khán giả trên kênh Lê Hiền của em hãy cùng cầu nguyện trước tiên là Đức Mẹ Maria trọn đời đồng trinh, Đức Chúa Giêsu, Đức Thánh Cả Giuse. Yeah. Và đặc biệt nhất là Đức Phanxicô cha Trương Mũ Diệp. Yeah. Sẽ nhận lời nguyện cầu cầu nguyện của chị trong. Yeah. Cái giờ phút phải nói là vô cùng. Yeah. Cần thiết như thế này. Rồi em không biết nói. Yeah. Gì lời gì hết. Yeah. Thì em xin cảm ơn tất cả mọi người cộng đồng đã chung lời cầu nguyện với gia đình em. Em xin cảm ơn. Dạ dạ em nghe cảm ơn chị. Yeah. Em chúc chị luôn bình an nha chị, vượt. Yeah. Qua cái nỗi đau này và cha. Dạ. Đã nhận được cái lời khẩn cầu của chị rồi ạ. À. Dạ, tại vì em cũng không ngờ là em tới đây là cũng em vừa mới tới xong, nói chung đó là em chưa kịp lên phòng nữa. Để em nhận được tin là em lại chạy xuống em cầu nguyện luôn. Dạ. Nó cũng lo sợ với bọn lo lắm, giống như là một cái tin mà ba đứa đó, đứa lớn nhất là mấy tuổi và nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi chị? Em chỉ nghe là em chạy xuống đây thôi, vừa điện xong là nó rớt chưa tìm thấy xác và em chạy liền, tại vì em cảm giác là chỉ có Chúa mới làm nên được mọi sự thôi. Được, em chạy xuống liền, em cũng chưa kịp hỏi là bao nhiêu đứa hay bao nhiêu tuổi nữa, nhưng mà em chỉ nghe là nó rớt xuống mà nó tụi nó khóc bù lu bù la, là em nói thôi để mọi sự em chạy xuống đây em chỉ liền thôi. Và em tin là em chạy xuống liền thôi, chứ còn mà nói giờ hỏi thăm kỹ thì em chưa kịp hỏi. Dạ, em cảm ơn. Em, dạ. À, thưa quý vị, à, trong cái thời khắc này khi mà đến viếng mộ cha Trương Mũ Diệp thì Lê Hiền đã chứng kiến một cái hình ảnh vô cùng đau lòng, một người đã khi đến viếng mộ cha từ tỉnh Bình Phước thì nhận được một tin dữ là xảy ra một cái vụ việc đau lòng, ba người thân, ba đứa cháu nhỏ đã bị rơi xuống suối. Và đó là những hình ảnh quý vị vừa nhìn thấy. Chị đã quỳ một cách thành tâm, thành khẩn nhất dưới mộ cha, dưới chân Đức Chúa để mà cầu xin những cái điều tốt lành nhất sẽ đến với gia đình mình. Dạ em chào anh. Kính thưa quý vị, đang có Lê Hiền đang có mặt ở nhà thờ Tắc Sậy, nơi cha Trương Mũ Diệp, một trong những thánh đường trung tâm hành hương cha Trương Mũ Diệp rất là lớn ở miền Tây. Dạ em chào anh, thì em biết là thời gian qua cũng như là từ trước đến nay cũng rất là nhiều người muốn phát tâm mà cúng mà dâng lên cha những cái bộ bàn ghế bằng đá đó, thì nhưng mà em thấy hiện tại năm 2022 này em chứng kiến là ở đây mình hầu như là không có một cái ghế đá nào hết, thì sẵn đây em cũng muốn nghe anh thông tin để mọi người có cái tâm mà muốn cúng ghế khắp mọi miền đất nước, họ không phải mất công khi mà chở xuống rồi lại phải chở về, hoặc là ở nơi đây buộc phải nhận nhưng mà sau đó là cũng không thể nào mà để ở đây,
mà phải đem đi cho những cái nơi khác thì nó cũng sẽ không hay, và người ta sẽ thay đổi cái hình thức giếng cha bằng những cái vật chất khác. Thì anh có thể thông tin chi tiết giùm em thưa anh? Cái đó thì các mà ở những trang chỗ nơi khác đó thì anh chị cô bác nào kia cũng thông cảm, tại vì ở đây ghế đá đó thì mà vài ba tháng một năm mà nó gãy nó hư hết trơn rồi, mình tạ ơn cho cha là những cái gì kìa nó nhẹ kìa, tạ ơn ba ghế đá này thì ngồi có 1 tháng 2 tháng thì nó cũng phải bỏ à. Đó nhầm khi bỏ nhóc hết trơn rồi, bỏ nó uổng chứ không có gì chân á. Thì cho những mấy nhà khác luôn người ta cũng không nhận. Ginh lên ginh xuống nó gãy lum lá chứ nó phí lắm hà. Rồi sau này á, rồi có người ta có tạ ơn những cái chuyện gì, cái món gì nó nhỏ thôi mà nó nhẹ thôi nó hay hơn. Tốt đẹp em hơn. Hiểu rồi. Để cũng nhờ anh thông tin như vậy để mọi người khắp nơi, không chỉ là trong nước Việt Nam mà còn là kiều bào hải ngoại luôn, nữa dạ. Các nước thì luôn. Mong mọi người, đây là trước mặt của Lê Thiện là anh một trong những người làm công tác an ninh ở trong khuôn viên của trung tâm hành hương cha Francisco Trương Bửu Diệp. Thì hồi xưa em nhớ cách đây hơn 10 năm trước em có ghé đây thì em thấy phải nói là trước khoảng sân này là hàng ngàn cái ghế đá đúng không anh? Đúng rồi, đúng dạ. Rồi. Năm 10 năm về trước, mười mấy năm về trước thì nó rất là nhiều luôn mà nó bỏ hết chân. Dạ. Tí dữ lắm. Dạ. Rồi những giờ cô bác không biết rồi đặt có thí dụ rồi đến đây rồi mới biết. Bây giờ cha ổng giờ sắp xếp những ba cái ghế bằng đá là bằng đá là đá dữ không à. Mình để hoài là được hoài luôn, nó không có hư hao gì chứ. Nó là giống như là chịu mưa chịu nắng vĩnh cửu với thời gian đúng không? Còn những cái mà bàn cái ghế bằng bằng đá mà làm thì cái chất lượng nó rất là kém đúng không anh? Cho nên là nó dời dễ bị dời lui là rồi bắt đầu là 2-3 lần là mình bỏ rồi. Dạ. Là nó uổng gì vậy thôi. Và nó làm cho cái khu vực mình nó cũng lộn xộn, mất đi cái mỹ quan nữa anh. Thì mình chính thức mình không nhận ghế đá là từ khi nào vậy thưa anh? Cả 3 năm nay. 3 năm nay rồi. Thì trong thời gian qua thì anh cũng thấy là cũng có rất là nhiều người đã không biết cái việc mà không nhận ghế đá nữa là chở tới thường xuyên không anh? Có cái đó là có, mà bây giờ đã lỡ gì thì nói với cô bác 1 lần 2 lần thôi chứ giờ. Dạ. Đúng rồi, lỡ là tới đây rồi lẽ nào mình không nhận thì cái đó là bà nghiệp cô bác rồi, cũng phiền phức đồ này. Dạ. Kia nhưng mà nhận vô thì cũng là để mình cái nhận vô thì mình phải để đó, mình nói cô bác là chỉ là nhận này có 1 lần thôi. Dạ. Đó, nói cô bác là chỉ là có 1 lần thôi. Dạ. 1 lần nữa thì cô bác trả xuống đây thì, đúng rồi thì đó chịu thôi chứ không thể nào mà nhận được lần thứ hai. Nếu mà ai mà cũng đem tới thì chắc chắn cái khuôn viên này là sẽ là nơi chứa ghế đá không đúng không anh trai? Dạ. Thì với những cái số ghế mà mình lỡ nhận như thế này rồi thì thời gian tới mình sẽ xử lý như thế nào thưa anh? Cái này là đem vô trong đường hầm, chỉ là cho cô bác ta ngồi cũng đỡ đó. Dạ. Cũng mình cũng dựa vô hàng rào cũng để kỷ niệm vài 3 tháng 1 năm. Dạ. Thì đó. Vâng, em cảm ơn anh rất là nhiều. Qua đây thì một lần nữa Lê Thiện cũng xin tiếp nhận cái thông tin từ một người giữ công tác an ninh ở nhà thờ Tắc Sậy, nơi mà đang được dư dĩ thờ thi hài của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Mọi người không nên cúng ghế đá nữa, từ xa chở tới thì chắc chắn sẽ rất là vừa mất công vừa tốn kém mà không có hiệu quả đúng không anh? Rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ dạ. Rất mong mọi người hãy đồng hành với lại giáo xứ nhà thờ Tắc Sậy nha quý vị. Và nhớ rằng không cúng ghế đá, không có đem ghế đá tới vì không nơi đây không còn nhận nữa. Thực tế là như những gì quý vị nhìn thấy nè, toàn cái khuôn viên sân này ở phía trước là để ô tô không. Nơi đây mà hơn 10 năm trước khi mà nhà thờ Tắc Sậy này chưa được xây dựng thì nó rất là lụp sụp và hàng ngàn chiếc ghế đá để ở phía trước này để cho người đi lễ được hành hương khắp nơi được ngồi. Thế nhưng bây giờ đã xây dựng khang trang rồi thì cái sự việc nó đã có sự thay đổi rất là lớn, không còn phải những cái chiếc ghế đá mà kém chất lượng như thế nữa, giống như người bảo vệ ở đây mới vừa chia sẻ với tất cả chúng ta. Đây là bây giờ ở đây thì đã làm những cái chiếc ghế ngồi bằng đá rất là tốt, quý, bền, vĩnh cửu với thời gian. Quý vị nhìn thấy ha. Sở dĩ mà Lê Thiện đưa cái video này đến quý vị để quý vị chắc chắn là rất là nhiều người, không chỉ nhà thờ này là người công giáo mà còn là người Phật giáo, Lương giáo, tất cả các đạo đều đến đây với cái tấm lòng thành viếng mộ cha Francisco Trương Bửu Diệp, đều biết và không phải mất công phật sức để mà đem ghế tới, bởi vì hầu như là
ít có người nào mà tới liên hệ trước để xin cha là sẽ đến cúng ghế cả, mà tất cả đều tự đặt và tự đem tới. Tuy nhiên khi đem tới thì không có được tiếp nhận, khiến mọi người thất vọng. Nhưng mà điều đó thì buộc ở đây phải làm thôi. Và bây giờ Lê Thiện sẵn đây xin vào một phòng nơi đang tọa lạc thi hài của cha Francisco Chư Bổ Diệp để gửi đến những người chưa từng đến đây, cũng như những người đã đến đây và luôn đạt được những cái điều cầu nguyện mà chân thành nhất cuối cùng đã được cha đón nhận.
Thank you.